Dạ, em Châu xin kính chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay em có lên một chiếc xe City, Honda City. À, xe này đúng là xe City ha. Thì như thường lệ nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Em xin nhắc lại, nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bữa nay là ngày 5 tháng 7, em có lên một chiếc City, Honda City. À, số điện thoại của em là 097 44 99 005. Số điện thoại em có Zalo. À, đây là cái giấy đây. Đó, anh chịu quán nhìn ha. Dưới cái tay ngón tay cái em á là chữ nhãn hiệu City, loại xe nữ, màu sơn màu xanh. À, số sụp cho máy đây. Đó, 100 ha. Với 100 mét, số khung 100 mét, đúng là City luôn ha. Số đầu 13. Xe này số đầu 13 là City này, chuyển bắt buộc hơi rồi ha. 70L30350. À, xe này là đúng xe City á, City số đầu 13 cuộc hơi. Rồi em sẽ đi tổng quan cho anh chị cô chú bác xem. Nhà em thì còn rất là nhiều xe luôn. Đây là một chiếc City, máy móc bình đời đèn kèn đầy đủ hết luôn ha. Em quay lẹ lẹ trên cô chú bác xem. Đây, mở lên kèn xi nhan đầy đủ luôn, đầy đủ hết. Đồng hồ này là đồng hồ Super ha, đồng hồ xịn Honda em đây nè. Đó, vô nguyên cái đồng hồ xịn luôn. Xe này ngon lành, ok luôn ha, đèn kèn đầy đủ hết. Em xin đổ máy ha. Xe này cường rồi, nãy em đổ luôn có miếng xăng nè. À, hơi quá có xăng rồi. Đây, máy móc kim bình đời đầy đủ, ngon lành luôn. Xe này em xin bán là 10 triệu. Em bán chiếc này là 10 triệu. Em xin hỗ trợ vận chuyển đi toàn quốc ha, đi các tỉnh miền Tây, miền Tây luôn. Và đây, xăng này xăng chất Ken Hinrin luôn. Này, đầu lòng City đây, City A2 City, nguyên cục máy City luôn ha, chứ không phải là làm Trung Quốc gì hết. Trong đây nguyên cục máy City. Máy này thì chắc không biết có làm chưa, không biết, mà nói chung nguyên cái xe City, gấp City luôn, cột City, ba ga City, áo đèn kè đầy đủ, tóc tán đây. Anh em về chở đồ ha, chở hàng bông, trái cây rồi á, rau quả, chở mai, chở kiển, chở ga, chở vật liệu xây dựng. Đây là nguyên con City, 2 lốc Honda đàng hoàng, đầu lòng City, phục trước cũng là của City luôn ha, phục trước City luôn, sạch sẽ. Em bán cái xe này giá là 10 triệu. Em xin hỗ trợ ship đi vận chuyển đi các tỉnh cho anh chị của chú bác luôn, đi các tỉnh miền Tây luôn. Nguyên con City về anh em chở hàng, chở ga rồi á, chở vật liệu xây dựng, chở nói chung chở hàng bông, trái cây rồi chị vô bác thoải mái luôn. Em cũng biết quay sao, bình đời đèn kèn đầy đủ, máy im. Đây, bóng cái nổ, máy ganti rất là ngon luôn. Thank you.
do cái tay em cặp tay phải với cái ga em cặp tay trái nên bấm nó đề hơi lâu, chạy rất là bốc em. Rồi em xin kết thúc thì đến đây. Đây là chiếc City, Honda City, em bán giá 10 triệu. Em có để số điện thoại em cho mình ở phần mô tả. Em xin chào và tạm biệt tại đây. Em kết thúc clip tại đây.